Ta hãy bắt đầu này. Và từ đây anh kéo vòng xuống đây, rồi kéo ngược lên, nối điểm này. Và bên này vậy, anh kéo một đường, kéo xuống thế này, rồi kéo vòng lên, nối điểm này. Và từ đây anh vẽ một vòng cung nối hai cái tay lại này. Và từ đây anh kéo xuống cong 100 này. Rồi đây anh kéo xuống, bẻ cong nha, anh kéo xuống này, bo tròn, và kéo lên. Đây anh kéo xuống, bo tròn nối vào đây. Thế nào? Rồi đây. Đây anh kéo ra này, kéo ra. Rồi kéo thẳng ra này. Và đây anh kéo xuống, bo tròn này, kéo lên trên này. Thế nào? Và tiếp theo là từ chỗ này anh kéo vòng lên này, kéo cong lên. Rồi nối vào điểm này. Thế nào? Đây anh vẽ một đường xoắn này, đường xoắn 100. Đây anh kéo một đường xoắn thế nào? Đây anh kéo lên, bo tròn này, kéo về điểm này. Cái đuôi nha các em. Và từ đây này kéo xuống, bo tròn nối điểm này. Thế nào? Và đây vẽ đường đây, đường này. Hai chân trước cũng vậy. Thế nào các em? Và anh vẽ đôi mắt này, vẽ một vòng tròn ở đây, một vòng tròn phía bên này. Rồi từ đây anh vẽ một hình tròn ở đây. Trong anh vẽ một hình tròn nhỏ này, bên này một hình tròn nhỏ. Vẽ mũi nha, cái mắt anh vẽ một hình tròn nhỏ này. Anh tô đen phía ngoài lại. Bên này cũng vậy, anh vẽ một hình tròn nhỏ trong, anh tô đen phía ngoài lại. Thế nào các em? Và đây bạn sẽ tô đậm nhá.